Chào quý vị, đây là cái nồi cơm Hitachi cao tần áp suất của em 1.8, vẫn còn dùng ngon, đèn màn hình LED các thứ vẫn hiện thì ngon lành 1.8, mà nó nặng quá, to nặng quá, dùng bất tiện. Nên hôm nay em sẽ đi vứt nó đi, đi ra bỏ ngoài bãi rác ấy. Cuối một tháng mình sẽ có một ngày vào cuối vào tuần thứ tư của tháng, người ta sẽ vứt mọi cái đồ không không chảy được, như nồi niêu xoong chảo thứ, bây giờ không vứt không chảy được người ta sẽ vứt. Nên người ta bỏ cái này ngoài quán, người ta sẽ quay khu vực phải ngoài quán chứ, quên mất, quên ở ngoài bãi rác, người ta sẽ quay cái khu vực bãi rác người ta vứt có những hàng gì thôi, cho quý vị anh chị cô chú cùng cùng coi nhé. Em sẽ mang đi ra bãi rác cách nhà tầm 100 mét. Đây quý vị, đây là cái khu vực tập kết rác. Không chạy được, đây nó có rất nhiều thùng. Đây tụi này là như cái đống này là cái chai nhựa, bóng đèn này, rồi lon nước các thứ, pin các thứ. Đấy, vứt ở đây. Còn góc bên kia thì là mấy cái đồ không chạy được như là cơm, xăng chảo thứ. Đây, sau đây vứt em quay cho quý vị cùng coi đây có gì. Đây, đây là em vứt cái nồi cơm của em. Em bỏ nồi cơm của em ở đây, cái này hơi chặt. Đây có thể thấy được rất là nhiều quạt này, xoong chảo này, quạt nhiều lắm, toàn thấy quạt không. Đây mùa đông người ta vứt quạt nhiều lắm. Quạt nó cũ rồi, đấy nó người ta vứt đi à. Đây thấy có thấy được cái loa này. Đây có một cái VVC của cái bình nấu nước này. Cái này coi trong dụng được không, quay cho mình coi nắp lên. Cái này thì cái vỏ không thấy trong này nó rất nhiều đồng hồ này, rồi quạt này. Quạt rất nhiều, rồi các cái đây toàn là quạt không, 5-6 quạt. Đây là cái gì sắt cho nồi cơm vào đây này, không dùng đến bỏ đi. Nhưng sau này ví dụ mình chuyển nhà đi hoặc là mang đi nó rất là bất tiện, gửi tiền cước tốn nữa. Đây có cái đầu loa mini này. Đấy, loa này mình chả dùng nữa. Cái này thì có, ở đây có đồng hồ này, ở đồng hồ gỗ này. Được được được. Chả. Đồng hồ được đấy nhỉ? Đồng hồ này lượng được. Cái này thì có gì đây? Cái này thì có mấy cái máy sưởi này. Rồi quạt đấy, toàn thấy quạt á. Đây có cái laptop, laptop đây, một cái laptop nữa này, xoong chảo này nhớ. Em sẽ lấy cái đồng hồ này ra đây, thi thoảng là một tháng ở đây vứt lần, nên là có nhiều đồ hay với đấy. Đây, quý vị, em sẽ tạm dừng, em rút cái đồng hồ này ra. Đây, nhà này có hai cái đồng hồ, một cái gỗ em vừa mới cầm đây rồi. Còn đây một cái nữa. Đấy, toàn là đồng hồ đó. Trong này có nữa. Đấy, rất là nhiều đồng hồ. Đây là cái đồ chơi. Đấy, toàn đồng hồ. Đồ chơi thứ. Đây, đây cái đồng hồ này thì cổ quá rồi. Thôi, buộc lại thôi. Đấy, em sẽ lấy cái laptop kia ra em coi. Đây quý vị, đây là một cái laptop HP này. Đấy, cái này thì cũng cũ lắm rồi. AMD. Chip AMD, nguồn chắc là cũng không lên, người ta mới bỏ đi, đúng rồi, không thể lên được nữa rồi. Đây, HP, cam các thứ này. Đây, không có tô vít, xem lấy cái RAM không. Thì mình cũng lấy mấy cái đồ lặt vặt thôi, RAM về cho mẹ mình thôi. Ổ cứng có này, tí nhặt được, không về lấy ổ cứng, lấy RAM, đấy, lấy quạt thì rất là nhiều, có sạc luôn này, đặt cái sạc. Hôm sau ví dụ các cái máy mua về không có sạc thì dùng sạc này. Đấy, thì có sạc rất tốt nha quý vị nhé. Đây là một cái đồng hồ, hồ Citizen. Đây tiện có viên pin này, em lấy em lắp vào luôn xem nó chạy được tí nào không. Đây này, trong này có pin này, nó còn pin này, giãn lại luôn này, rất tử tế nhá. Lắp vào cho quý vị coi luôn. Cái này chắc cũng lâu rồi người ta không dùng ha. Trong này nó hơi bị dỉ xét rồi, với quạch nữa không, vẫn chạy nhá, ngon. Đấy, em sẽ lấy cái này về em dùng. Đấy,
Còn trong này thì lấy thêm cho vị coi này, có rất là nhiều chảo chống dính này, chảo quạt rất là nhiều luôn. Đấy, chỗ này thì biết cái gì nữa, những dây lên thì đưa lên nó lộn xộn ra là có một mình nữa. Hôm nay em tiện đi con rác em có cái view luôn mà. Chảo em dính bên dưới này rất là nhiều luôn. Trên cái đồ xoong chảo này rất là nhiều. Mỗi tháng người ta mới quăng được một lần. Nên người ta quăng khá là nhiều. Đấy có bếp gì đây này. Bếp ga, bếp từ đây này. Đây này bếp từ rồi. Đấy, chảo chống dính này. Góc này thì vậy, còn để em buộc cái này lại, em trả lại cái bao đã. Đấy, sang bên này. Này có gì để quý vị cùng coi. Đây toàn đồng hồ này. Đồng hồ này. Đó. Chơi chạy con này. Đấy. Hồ đã hết này. Này là gương lược này. Đấy, nhà chuyện nhà bát đũa này. Dọn nhà đi này, quăng nhiều này. Đây này là gì đó. Đây, đèn đó mà. Mấy bụi dây mấy giặt này, bát đũa nhiều lắm. Rồi, nhà nào chắc chuyển nhà mà. Rất nhiều bát đũa chén này. Đấy. Nhiều lắm. Đặt lại cho gọn. Giờ mai người ta lấy. Đây thì rất nhiều bát chén này. À, hộp à. Quạt này, nó rất nhiều quạt đến cái mùa này. Mùa này mùa đông nữa. Mấy đồ quạt mùa hè này nhà chuyển đi là rất tốt. Bình siêu tốc hay gì nhỉ? Bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt thôi. Đi đây. Cái súng này. Cái nhựa này, cái con này. Đấy. Trong này thì cũng rất nhiều xoong chảo luôn. Đồ chơi này. Cốc chén này. Nhiều thật. Ra đồ cốc chén này rất là nhiều. Rồi chảo chống dính. Đấy. Đó là em thấy chảo dính nhiều thật. Con nhiều thật. Mạch. Yeah. Cái chảo này các bạn cũng đẹp ghê. Cái này hàng bãi Việt Nam mua chắc cũng tầm này thôi. Nhìn bên trong xem nào. Hơi khó nhìn nữa. Nhìn quay cho quý vị coi bên trong luôn. Có cả nắp luôn đó. Ở bên trong vẫn còn đẹp này. Em nhìn thấy đẹp. Quay vào thì hơi khó nhìn nhưng em nhìn bằng mắt trực tiếp này, em thấy được. Khá là ok. Đây có cái bình giữ nhiệt này, rồi cái loa cậu râu này, cái này chắc hỏng rồi. Cậu râu này chắc hỏng thôi, chắc không dùng được đâu. Một cái đồ cậu râu thì không nên lấy làm gì. Cũ của người ta. Đây có cái bình giữ nhiệt này, cái này cũ quá rồi này. Bỏ đi thôi, chẳng lấy làm gì. Lấy ra quý vị coi thôi. Đấy. Ốc này có gì. Ô rồi dù còn ống nước các thứ, mấy hàng bãi Việt Nam này cũng như này nhiều đấy. Đó, bên này xem có gì này, bên này có cũng là chảo xoong, toàn xoong chảo rồi, nhiều lắm. Máy lò sưởi này, đây là cái gì đây, cái lò sưởi nữa sao, toàn lò sưởi đây. Sưởi có gì đây, cục chén nhiều lắm, cái gì đây, không hiểu cái này là gì luôn, cái gì hẳn dùng được không, giống kiểu máy hút bụi, thôi, để xem là cái gì thôi được, xem bên này này. Bình lấy nước như lúc nãy trước này. Mình sẽ coi bình này có dùng được không. Đấy, quay cho vị coi. Đấy, con lấy thì lấy quay cho vị con. Đấy, rất là nhiều. Đấy. Tấp cái đồ này lên. Người đi qua thì dắt chọn đi dạo thử đông, người ta nhìn như kiểu mình lạ luôn á, kiểu vậy, mình
đi quay thôi, mình chặn trộm cắp gì đâu, mình chặn không vấn đề gì. Mấy kia đồ em vừa mới lượm được, hôm nay người đông quá mà không quay tiếp quý vị. Em đặt một cái nồi cơm này, em đi qua cái nồi cơm mà nhặt được một cái nồi cơm luôn. Cái nồi cơm này, cái lòng trong nó vẫn rất là đẹp đấy, quý vị có thể nồi lòng rất là ngon. Bi biết đúng không? Hút chân không nha quý vị. Có lẽ là cái màn hình này nó bị hết pin hiển thị nên là người ta bỏ đi hay nó cắm điện vào. Đây, cắm điện vào thì nó cái màn hình LED nó hiện lên bình thường nha quý vị. Đấy, ngon lành. Đấy. Đây là một cái nồi hút chân không Toshiba. Hút chân không luôn quý vị, cao tần áp suất. Đấy, sau em sẽ review tiếp cho quý vị coi cái đồ hay không, có những đồ gì khác, có điện thoại, laptop gì, gì khác nữa không, nồi cơm gì không. Còn nồi cơm này thì em sẽ làm một cái test xem là sử dụng nấu nướng ngon lành không, quý vị coi chi tiết cho quý vị coi. Đấy, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video lần sau ạ.